Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 11 năm 2017. Chúng ta học tiếp lộ ý nối theo lộ ngũ. Thì như tất cả chúng ta đều biết đó, là tất cả cái lộ ngũ hay là lộ ý gì đó nữa đó, thì tất cả nó đều gồm chung vào một cái chỗ. Thì cũng giống như là những cái nhánh sông thì nó phải đổ về biển cả. Thì chúng ta coi cái biển cả như là một cái lộ ý. Là bởi vì tất cả cái lộ ngũ hay lộ ý đó thì nó cũng đều cắm vào cái hộ kiếp này cả. Khi nó muốn hoạt động thì nó đều có cái sự gắn bó vào trong cái hộ kiếp đi vào đó. Cho nên cuối cùng thì nó cũng là có một cái tên gọi duy nhất, đó là hoạt động của lộ trình tâm. Thì hoạt động của lộ trình tâm chúng ta chia ra làm lộ ngũ và lộ ý, nhưng nó vẫn là cái hoạt động thuộc về tâm thức của chúng ta. Nghĩa là nó là một cái dòng chảy về cái dòng nghiệp. Nó đã trôi chảy từ vô lượng kiếp và nó tiếp tục trôi chảy trong cái dòng sống của chúng ta. Còn khi mà nó ngắt cái chỗ nào, thì nó chỉ gián đoạn một sát na, xong nó tiếp tục một cái kiếp sống mới. Và như vậy cái hình thể của mỗi kiếp sống nó như thế nào đó là nó do cái quả nghiệp mà ra. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều tái sanh bằng tâm quả. Thì 31 cái cõi sống đó thì chúng ta luân hồi trong 31 cõi đó, tùy theo cái hoạt động tâm thức của chúng ta đó, là nó đi theo cái con đường thiện lành hay đi vào cái con đường của cái sai lệch. Nó thuộc về tham, sân và si. Ở đây nó thuộc về vô tham, vô sân và vô si. Chỉ hai cái con đường đó mà thôi. Thì mỗi ngày mà khi chúng ta khởi lên cái phần thiện này thì chúng ta biết là cái con đường luân hồi, con đường tái sanh của chúng ta đó, là nó sẽ hướng về cái sự an vui, nó hướng về cái sự bình an. Còn nếu không đó thì nó sẽ đi về cái con đường nó gọi là bất an, là con đường đau khổ. Rồi nó cứ thế, cứ mỗi một cái đoạn đường nó ngắt thì nó lại tiếp tục, nó ngắt lại tiếp tục. Và cái hình thể nào thì nó phù hợp theo tâm quả tục sinh. Cho nên mấy cái lúc mà chúng ta học về tâm á, thì mới nói là tâm nó sẽ vẽ ra cảnh. Cho nên trong cái đời thường đó, trong tâm chúng ta vẽ ra những cái thứ mà chúng ta nói rằng nó phù hợp với mình. Và khi nó vẽ ra như vậy thì chúng ta đi theo nó. Thì nó vẽ ra bằng cái nghiệp lực thuộc về thiện, hay nó vẽ ra bằng cái ảo giác của cái tưởng mà nó gọi là tưởng sai, là tiễn đương đạo, thì nó dẫn chúng ta đi về nào. Thành ra tâm chúng ta nó sẽ dẫn đường, nó sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Thành ra trong cái đời sống đó, chúng ta nên biết cái cách đọc cái tâm của mình, hiểu được cái tâm của mình. Và cũng cần hiểu rõ sâu là khi cái tâm của mình nó khởi sanh vậy đó, là nó đi theo cái hướng mà nó hướng thượng, hay là cái hướng nó thuộc về cái hướng hạ này. Để đây. Cho nên cái chúng sinh mà nó còn trong cái luân hồi đó thì bao giờ nó cũng là thọ hưởng những cái phần nó thuộc về hỷ lạc. Thì cái hỷ lạc này đó, nó có mặt trong cái tham sân si này. Và cái hỷ lạc này nó cũng có mặt ở đây, có mặt hai nơi. Cho nên ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy để cái hỷ tham này, và đây là cái hỷ thiện này. Thành ra hai cái này nó đều có thôi. Thành ra cái nhầm lẫn để đưa chúng ta đến cái đau khổ đó là chúng ta nghiêng về cái hỷ lạc mà nó thuộc về tham sân si. Và cái hỷ lạc thuộc về tham sân si này nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm cái chỗ đó là chúng ta có cái mong muốn được sống hạnh phúc,
được hưởng những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà khi cái ham muốn này đó mà nó giữ được một cái chừng mực trong cái phước báu của nó thì nó sẽ thuộc về cái hỷ lạc thiện. Còn khi nó quá cái mức độ cho phép của nó thì nó sẽ rơi vào đây. Cho nên á, cái ham muốn này nó gọi là cái chanh đá, nó chỉ là dục, có nghĩa là muốn. Tự cái muốn này đó nó không có tốt, không có xấu. Cái muốn này chưa có tốt, chưa có xấu. Nhưng mà cái muốn này mà giống như bây giờ á, người ta nói với lại các bà các cô thế này, là khi mình đi ra phố thị đó, mình nên mua những cái gì mình cần, chứ không phải mình mua cái gì mình thích. Khi mình biết mua những cái gì mình cần thì nó nằm trong cái dục thiện. Mà khi mình mua những cái gì mà mình muốn mà nó không có cần thì nó thuộc về cái dục tham. Được chưa? Và khi mà cái muốn của mình á, nó vừa đủ cho cái nhu cầu sống tốt đẹp thì cái dục này nó đi vào con đường thiện. Mà nó muốn những cái dư thừa, những cái không cần thiết, không có nó cũng không sao, mà mình vẫn muốn đẩy muốn nó lên thì nó thuộc về tham dục. Cho nên những cái này đó, khi chúng ta hiểu biết cái nguyên tắc của nó rồi đó, thì chúng ta có thể kiểm soát trong cái đời sống của tâm này. Để biết cái mà chúng ta đi tìm cái hỷ lạc này, cái hỷ lạc này thuộc về thiện đưa đến sự tiến hóa, hay cái hỷ lạc này đó thuộc về bất thiện đi sự thái đoạn. Và trong đời thường thì sư cô có nói rồi, chúng ta có thể kiểm soát trước khi mọi chuyện xảy ra. Bây giờ mình muốn có một cái món đó, mình giả dụ với mình, nếu mình được cái đó rồi, rồi bây giờ mình lại mất cái đó thì cái tâm mình ra sao? Thì mình kiểm soát như thế này. Khi mình muốn cái gì đó thì mình sẽ nói với mình là nếu mình được cái này đó thì mình sẽ vui ra làm sao. Cái này mình, cái tưởng mình có thể đi trước, cái tưởng mình có thể đi trước, đây là tưởng tượng mà. Đây mà cái dự phóng về cái tương lai. Thì mình cũng thêm một cái dự phóng nữa là nếu mình được rồi mình mất cái đó thì sẽ ra sao. Nếu mình được cái đó mình mất thì mình nghĩ rằng không có sao cả, bởi vì cái phước mình nó không đủ. Thì mình có rồi thì nó lại mất. Và cái luật của nó là nó đến rồi lại đi, nó sinh rồi nó diệt. Và cái phước báu của mình cũng như vậy, nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đan xen nhau, thì nó hết phước rồi thì nó tới cái thiếu phước của nó. Chuyện đó là như thế thôi. Thì khi mình kiểm soát được như vậy thì mình có thể tạm đo lường trước là những cái muốn của mình như vậy đó, nó hướng về cái hướng thuộc về vô tham hay là cái hướng thuộc về tham dục. Cho nên gọi cái này là nó nằm trong thiện hay là nằm trong bất thiện, thì chúng ta có thể kiểm soát ở một cái mức độ nào đó, chúng ta có thể kiểm soát được. Thì như vậy chúng ta thấy là cái tất cả cái cuộc đời của chúng ta đó là nó diễn ra trong cái nội tâm. Mà khi cái nội tâm này nó xuất hiện á, thì nó phải xuất hiện bằng 6 con đường. Con đường thứ nhất là nó lấy cái sắc pháp này đó là làm cơ bản, mà nó chỉ rõ cái con đường hoạt động của tâm nó nằm ở cái chỗ khi mắt chúng ta tiếp nhận cảnh và chúng ta có một cái phản ứng trước cái việc mà chúng ta tiếp nhận đó, thì cái phản ứng này nè nó sẽ đưa đến cái chỗ đó là chúng ta sẽ tạo nên những cái nghiệp thuộc về thiện hay nghiệp thuộc về bất thiện. Khi tai chúng ta nghe thì nó cũng sẽ có phản ứng, và phản ứng này đó thuộc về thiện hay bất thiện. Mũi chúng ta ngửi một cái mùi hương thì nó cũng gây ra một cái phản ứng, tức là cái ứng xử, cái xử lý, và nó sẽ đưa đến là chúng ta ứng xử bằng pháp thiện hay ứng xử bằng pháp bất thiện. Mũi, lưỡi chúng ta cũng vậy, thân xúc chạm cũng như vậy. Và bây giờ cái mà lớn nhất, cái mà chúng ta gọi là cái biển á, thì cái tâm của chúng ta nó có một cái khả năng là nó trạo lại hết 5 cái cảnh ngũ này, nó trạo lại được hết. Tức là cái hiện cảnh này nó thể đi qua, nó che khuất rồi, nhưng mà trong tâm chúng ta vẫn có cái khả năng tái lập trở lại. Và như vậy thì cái tâm
cái lỗ ý á, nó có khả năng trạo lại cái cảnh cũ của cái lộ ngủ, mà nó gọi là cái dư ảnh, cái dư âm, cái dư vị, cái dư thanh vân vân, hoặc là dư xúc, nó có cái khả năng đó. Cái ngã thanh thứ hai nữa, nó có thể đọc được những cái bản thông điệp thuộc về cái sắc pháp này, mà cái phần vi tế nhất, cái phần thuộc về sắc tế, những cái hoạt động đó nó có cái khả năng đọc, nó có khả năng thấy biết, nó có cái khả năng ghi nhận được. Và ngoài ra đó thì cái khả năng của nó đó, nó có thể đọc được tất cả những cái hoạt động thuộc về sở hữu tâm và tâm, từ cái tâm mà thuộc về tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và đến cả siêu thế, nó đều có một cái khả năng như thế. Cho nên cái nhục nhãn của chúng ta đó, nó không vượt khỏi cái bức tường này. Nhưng người ta nhìn bằng huệ nhãn thì không có bức tường nào cả, không có núi non, không có một cái gì cản trở cả. Đó là cái khả năng rộng lớn của tâm. Và cái khả năng này đó, nó có được, không có ai cho cả, mà tất cả chúng ta rèn luyện. Chúng ta rèn luyện bằng cái gì? Chúng ta rèn luyện bằng hai con đường. Con đường thứ nhất đó, nó bằng cái thiền định, và nó có một cái phương pháp. Và cái phương pháp này đó, nó rèn luyện nằm trong sở hữu tưởng. Bởi vì chúng ta hiểu là thiền định đó, khi khởi đầu nó bằng sở hữu tưởng, và khi nó đi vào trong cái khả năng mà gọi là siêu nhiên, nó thuộc về thần thông đó, nó cũng rèn luyện nằm trong sở hữu tưởng. Cho nên khi mà mình đến một cái tuổi nào đó đó, thì mình nghĩ rằng mình già rồi là tại vì mình hay quên. Thực sự nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á, là khi cái mình lớn tuổi rồi thì cái cơ thể mình, hoặc còn trẻ đi nữa mà cái cơ thể này nó bị ách tắc về cái vấn đề lưu thông huyết mạch, thì nó có thể máu nó đưa lên đầu không đủ, nó sẽ làm nên quên. Thì cái này có thể điều trị bằng thuốc, điều trị bằng cái nghỉ ngơi, điều trị bằng cái tập luyện. Nhưng mà có cái thứ hai đó, là do cái đời sống đó, là cái tâm của chúng ta đó không có quen hướng về cái đời sống bên trong của chúng ta, mà chúng ta đó là hướng về bên ngoài quá nhiều, nên nó gọi là tán tâm. Thì nó đi tới cái chuyện đó là khi chúng ta tiếp nhận bất cứ một cái cảnh nào đó, thì cái tâm chúng ta nó không bám vào, nó không có an trú vào, nó trượt trên cái đề mục. Thành ra nó giống như cái gọi là cái rễ đu đủ, nó ăn lan trên mặt đất. Thành ra khi chúng ta nhớ cái gì đó, nó cũng mập mờ, nó gọi là cảnh không rõ. Vì hiểu này chứ. Thì cái cách mà chúng ta rèn luyện đó, thì chúng ta cũng hiểu rõ thế này. Trong cái hoạt động mà thuộc về tâm của chúng ta đó, thì cái sở hữu tưởng luôn luôn có mặt. Và như tưởng đó, là chúng ta có ba cái cấp độ. Thứ nhất là nó là tưởng đúng, cái thứ hai đó là tưởng sai, và cái thứ ba đó là tưởng điên đảo. Khi mà chúng ta tiếp nhận một cái vấn đề, khi cái đề mục của chúng ta hiện ra vậy, khi chúng ta tiếp nhận đó, là nó chỉ ăn lan như thế này, nó trượt trên cái đề mục này đó, thì nó không có đi sâu được, mà nó phải đi cái con đường nó đi vào này. Sao? Nó khắng ghi vào thì nó mới nhớ lòng. Còn khi mà nó bị lệch vậy đó, là với mỗi một cái tâm nó khởi sanh lên, là tưởng nó phát sanh, tưởng nó phát sanh, thì nhiều lớp này nó chồng chất lớp kia, nó chồng chất lớp kia, cho nên nó tạo nên một cái chuyện mà nó giống như là nó pha trộn ở trong đó, mình tách nó ra không được. Rồi cái tâm mình mệt mỏi đó, thì cái si nó khởi sanh lên, thì nó làm cho chúng ta đó lu mờ về trí nhớ. Thì nó cái cấp tập của chúng ta vẫn trở về cái sở hữu tưởng, về sở hữu tưởng đúng. Cho nên mình luôn luôn tập. Khi mình tìm hiểu cái gì, thì thứ nhất mình phải tiếp cận với cái độ chính xác của nó, cái độ chính xác mà tự mình có thể tin được. Ví dụ mình là nghiên cứu cái đoạn đó, mình thấy chưa rõ, mình nghiên cứu làm sao rõ, rồi mình phải trắc nghiệm lại bằng một số cái tài liệu khác để khẳng định rằng những cái điều mình nắm đây là chắc. Thì khi mà những cái gì nó khởi lên mà mình đó là tiếp nhận được, thì mình hiểu rằng là nó đúng, nó tiếp cận được cái đúng. Và cái thứ hai nữa, một trong những cái nguyên tắc mà để cho chúng ta nuôi dưỡng cái bộ nhớ tốt đó, là chúng ta luôn luôn lặp đi lặp lại bằng cái lỗi.
Tức là gì? Nó cụ thể vậy. Ví dụ như mình đọc một đoạn kinh đó, mình thấy đoạn kinh đó hay quá, mình hiểu rồi. Bây giờ khi mình nhắm mắt lại đó, thì cái cảnh mà thuộc về lộ ngũ nó sẽ hiện ra. Tức là khi mình đọc cái trang kinh đó, mình trì nó vào trong đó, thì khi mình nhắm mắt mình đọc lại chính xác, đọc lại chính xác. Và cũng cái tưởng đây là cái phần lộ ý tiếp theo lộ ngũ đó, thì cũng từ đó mình có thể là đọc đi đọc lại, và mình có thể diễn giảng nó ra trong cái tưởng của mình. Mà thật ra là nó nằm trong cái lộ ý của mình. Và cái tác ý để cho cái sự ghi nhận này, cái hoạt động này đó, nó càng lúc nó sâu hơn, thì chúng ta không có mất trí nhớ. Vậy chứ. Cho nên tại sao những người dùng thuốc lá nhiều, dùng cà phê nhiều, dùng ma túy, dùng những chất kích thích khác đó, thì họ sẽ hướng về cái điên đảo rất là nhiều. Là bởi vì đó, cái sở hữu tưởng của họ đó là nó hoạt động không chính xác, là do cái hệ thần kinh nó suy nhược, nó yếu, cái chức năng của nó không có mạnh mẽ. Thành ra khi những cái đó đến đó, thì nó cứ trượt, nó đến là nó cứ trượt, và nó chồng chất những lớp lên, nó tạo thành một cái giống như một cái ảo giác. Và nó đi đến, nó không còn nằm ở mức độ sai, mà nó đi vào trong cái điên đảo. Và cái này nè, khi thân hoại mạng chung, nhiều đời nhiều kiếp, rất khó phục hồi, khó phục hồi lắm. Bởi vì mình đã đưa nó đến cái chỗ này rồi, cái chuyện mà nó quay lại chỗ này là chuyện cực kỳ khó. Và nó sẽ đó hiện ra dưới cái dạng đó, mặc dù mình có thân xác làm người, nhưng mình có mặt ở thế gian này đó, một là trì độn, hai là mình gọi là một cái dạng thần kinh, khi thì nhớ được, khi thì không nhớ được. Và khi có một cái biến cố gì xảy ra đó mà chịu đựng không được đó, thì nó sẽ rơi vào điên đảo. Cho nên mang cái thân xác con người, nhưng mà nó không có được cái sự sáng suốt. Bởi vì cái đúng này đó, nó nằm trong cái pháp thiện. Bởi vì nó bắt nguồn từ chỗ này, ngay cái điểm này nó là pháp thiện. Còn cái thiện trí nó phải nằm ngay chỗ này, nó nằm ngay cái chỗ mà nó gọi là cái sở hữu trí tuệ, nó phải nằm ở đây. Cho nên hai cái này nó khác nhau ở chỗ đó. Do đó trong cái đời sống chúng ta đó, là chúng ta gìn giữ cái thiện này, tức là gìn giữ sở hữu tưởng đúng, và làm cho phát sanh một cái tuệ giác nữa. Thì khi mà cái tuệ giác này nó phát sanh á, thì nó như là một cái mặt trời vậy đó, nó có thể soi sáng tất cả. Bởi vì cái năng lực của tâm là cái năng lực có thể phát sanh trí tuệ. Về sở hữu tưởng, nó có thể phát sanh cái thở thực thức đúng, và nó phát sanh được trí tuệ. Thì hai cái này khi nó hội tụ đủ và có cái phương pháp để rèn luyện, thì có năng lực siêu nhiên. Và đây là một cái mà ta gọi là cái quyền lực thật sự của những cái người hành giả. Mà những người hành giả này đã thanh lọc cái thân tâm của mình đúng pháp, chứ nó không phải thuộc về pháp thuật. Hai cái đó khác nhau. Hai cái đường lối mà rèn luyện để cho có thần lâm và để cho có pháp thuật, thì hai cái cách, hai cái phương pháp, hai cái cách thức nó khác nhau, nó không giống nhau. Nhưng mà cả hai á, nó cũng đều có một cái điểm mà thông thường nó giống nhau. Bởi vì trong cái pháp thuật đó, nó có nhiều loại pháp thuật, chứ không phải một loại pháp thuật. Thì ngay cả pháp thuật đó, người ta dùng cái pháp thuật đó mà người ta đi vào cái con đường chánh, thì nó sẽ tồn tại. Cái thần thông này đi vào con đường chánh cũng tồn tại. Nhưng nếu nó đi vào cái con đường lệch lạc của nó, nó nhất là nó đi vào cái con đường tham dục của nó, thì nó sẽ bị ngăn che. Nó có mà ngăn che, không có sử dụng được. Phải bắt đầu lại từ đâu thì mới có thể khôi phục lại. Còn nếu không rất khó khôi phục lại. Như vậy để mình thấy cái năng lực của tâm. Năng lực của tâm có thể đi vào con đường sáng. Thì như nhiều lần sư cô nói rằng đó, đây là hùng lực. Năng lực của tâm cũng dữ dằn lắm,
cũng mạnh mẽ lắm. Nếu đi vào cái con đường xấu này thì nó có cái ma lực của nó. Cho nên là Phật cao mấy trượng thì ma nó cũng cao mấy trượng thôi. Nó chỉ khác nhau hai cái chiều mũi tên này, nó chỉ khác nhau đó thôi. Nhưng mà bao giờ cũng vậy đó, nếu mà cái hùng lực nó mạnh đó thì cái ma lực này nó phải quy hại. Tại sao nó phải quy hại? Nó có sức của nó, tại sao nó quy hại? Là bởi vì đó, tất cả cái ma lực hay là cái thần lực, Phật lực này đó đều do con người ta phải là khổ tâm tu tập rèn luyện. Nó gặp nhau chỗ điểm đó. Mà bây giờ cái khổ tâm rèn luyện của mình đó để đưa mình xuống cái chỗ càng ngày càng hung ác, thì con người mà nhận ra được rồi đó thì người ta quy phục về đây. Thì thấy chưa? Cho nên mới nói Đức Phật á là thầy của chư thiên, của loài người. Không nói tới những cảnh giới khác. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc kinh á thì chúng ta thấy ví dụ như là Lâm Vương cũng quy hàng, mà Giả So cũng quy hàng, Atula cũng quy hàng, ma quỷ cũng quy hàng hết. Bởi vì đây là lợi ích cho người ta, đây là tốt đẹp cho tất cả những ai hiểu biết cái giá trị của nó. Khi người ta chưa hiểu biết thì người ta đi lệch lạc, nhưng ta hiểu biết rồi thì người ta không còn lệch lạc nữa. Chúng ta hiểu vậy. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần mà chúng ta nói là cái thí dụ. Chúng ta còn hai cái thí dụ. Cái thí dụ thứ nhất là cái lộ mà thấy cái người đó là vẫy tay, vẫy tay gọi. Cái thứ hai nữa là nghe cái người ta kêu. Thì cái đầu tiên là cái thấy, nó thuộc về lộ ngũ. Cái nghe thì nó thuộc về đó là cái lộ nhĩ, nó thuộc vào cái lộ ngũ môn. Thì chúng ta sẽ đi từng cái, chúng ta xem đó là khi mắt chúng ta thấy thì cái lộ ngũ đầu tiên, rồi tới những cái lộ sau đó thì nó sẽ làm cái gì, và cái lộ thứ hai nó sẽ ra sao. Như chúng ta đã học rồi đó, thì cái quy luật khi mà một cái lộ nhãn nó khởi lên mà cái cảnh lớn thì bao giờ nó cũng bao gồm 17 sát na. Đó, hôm nay chúng ta học cái lộ nhãn cảnh lớn gồm có 17 sát na. Thì như chúng ta biết đó là cái dòng hộ kiếp của chúng ta trôi chảy. Khi mà cái cảnh của lộ nhãn, tức là khi mình nhìn thấy người ta vẫy tay, vẫy tay thế này, thì khi mà nhìn thấy vẫy tay, tức là cái cảnh này đó, nó sẽ chiếu vào hộ kiếp. Đây, nó chiếu vào hộ kiếp. Và khi nó chiếu vào hộ kiếp á, một lần chưa được, nó sẽ hai lần, ba lần, bốn lần, cho đến khi mà nó chiếu vào được á, thì có nghĩa rằng nơi đây nè, nơi trong cái dòng hộ kiếp này, thì cái sở hữu tác ý, một cái sở hữu thứ hai là sở hữu tầm, nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó sẽ nối kết cái cảnh này vào trong hậu kiếp. Và khi nó nối kết được đó, thì nó sẽ là đạt được cái mức độ là nó bám vào được, và nó đi cái sợi dây nối đầu tiên rồi đó, thì nó là hậu kiếp vừa qua. Cho nên đây là hậu kiếp và đây là hậu kiếp vừa qua. Và khi nó thật sự á, nó gọi là nó đi vào cái coi như nó đạt được cái yêu cầu của nó, thì nó là hậu kiếp rúng động. Nhưng mà cái luật của nó đó là nó phải thêm một cái sát na nữa là hậu kiếp dứt dòng, thì lúc đó nó cắt được rồi, nó cắt cái dòng chảy của hậu kiếp được rồi, cắt được rồi đó. Thì nó bắt đầu cái mới của nó, thì nó sẽ là kháng ngũ môn. Nó có mặt. Khi kháng ngũ môn có mặt rồi đó, tức là nó mở cửa để nó giao lưu được. Đây nó mở cửa, nó giao lưu được cái cảnh này. Hai bên đó đi qua đi lại, mở cửa giao lưu được rồi. Thì nơi đây nè, thức
thức bất thiện hoặc thức thiện sẽ phát sạch. Như vậy nơi đây thì cái nhãn thức sẽ phát sanh, nhãn thức phát sanh. Khi mà nhãn thức nó phát sanh lên á thì chúng ta sẽ thấy đây là tâm quả. Tâm quả này trong cái dòng chảy này nó có thể là quả thiện hoặc quả bất thiện. Bởi vậy đó cho nên mới nói rằng là tất cả những cái cảnh nào mà chúng ta tiếp nhận thì nó đều là quả của ta. Sau khi cái nhãn thức nó phát sanh rồi thì chúng ta sẽ có tiếp thu, tức là nó tiếp nhận cái cảnh trước. Rồi tiếp theo nó sẽ là quán sát. Quán sát xong rồi đó thì chúng ta sẽ thấy này, nó sẽ đi tới cái phân đoán. Thì cái tiếp thu này nó cũng là quả, cái quan sát này cũng là quả, và nó nguyên một chùm với nhau. Nếu cái đầu tiên nó là quả thiện thì tiếp thu thiện, quan sát thiện. Nếu cái đầu tiên là bất thiện thì tiếp thu bất thiện, quan sát bất thiện. Nó đi một về với nhau. Làm sao chúng ta cản được? Làm sao cắt được? Không cắt được. Khi mà tới chỗ này rồi đó thì nó bắt đầu đi vào tâm động tốc. Ravana 1, 2, 3, 4, 5, 6 là cái số 7 đây. Thì khi nó mạnh thì nó sẽ có hai tâm mót ở đây, hai tâm mót này. Thì cái lịch này chúng ta đã nhìn thấy rồi, chỉ là ôn lại thôi. Thì nó tạo tác ở đây. Nhưng mà cái khi nó đi đó thì tới đây đó thì nó sẽ có một chuỗi của nó. Cái lộ nhãn này nó sẽ có cái lộ ý, nó nối tiếp theo. Đầu tiên á là cái lộ ý, tiếp bước lộ ngũ, nếu chúng ta tính đây là lộ nhãn là một thì cái lộ ý này là hai, tiếp bước cái lộ ngũ. Cái nguyên tắc về nhân quả nó đi như thế này. Khi mà cái hậu kiếp trước nó sinh lên nó diệt rồi thì nó là cái pháp mà nó vừa là quả, nó vừa là nhân, nó làm duyên cho cái thứ hai phát sanh. Thì cái thứ hai nó là pháp, mà pháp này nó vừa là quả của cái trước mà nó vừa là nhân, là duyên cho cái theo sau. Thì như vậy khi mà cái thứ nhất mà nó sinh diệt xong rồi đó thì tất cả những cái tài sản mà nó có được đó, nó chuyển qua đây. Và nơi đây khi nó tiếp nhận rồi, nó sinh diệt thì tài sản tiếp qua đây. Và nó cứ thế nó đi con đường nhân quả của nó. Thì bây giờ khi cắt lộ á thì cái lộ đầu tiên nó sẽ là cái nhân đầu tiên, và cái lộ thứ hai nó là sẽ quả của cái nhân thứ nhất. Và cái lỗ thứ ba tiếp theo thì cái lỗ thứ ba là quả của cái lỗ ý thứ hai. Và nó cứ thế nó đi trong cái dòng hoạt động nhân quả của nó. Và như vậy đó thì chúng ta xem trong cái lỗ mà nó gọi là thấy cái người nó vẫy tay mình, thì cái lỗ thứ hai nó là cái lỗ tiếp bước. Thì khi cái lỗ tiếp bước nó diễn ra đó, nó là cái lỗ ý, nó lỗ ý môn. Thì lỗ ý môn á nó không có đi qua ba cái nó gọi là quả, ba cái tâm quả này, ba tâm quả này. Tâm quả nó thuộc về thức quả, thuộc về quả của tiếp thu, thuộc về quả quán sát. Nó cắt cái phần nó không có, mà cái phần của cái lỗ ý môn á là nó đi vào trong cái phần kháng ý môn. Hay nó rõ hơn á, trong cái lỗ ngũ đó, cái kháng ý môn nó nằm chỗ phân đoán đây. Trong lộ ngũ thì cái kháng ý môn nó có tên là phân đoán, tức là phân tích và phán đoán, để nó khởi lên cái tâm tạo tác là động tốc. Còn nơi lộ ý môn á thì cái kháng ý môn nó khởi lên liền. Khi mà hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rúng động, hậu kiếp dứt dòng, tức là nó cắt xong cái dòng hậu kiếp, thì kháng ý môn nó khởi lên thì nó là khởi đầu cho cái lộ ý, thì động tốc nó phát sanh liền. Thì như lần trước cô có nói đó,
cái lộ ý mà nó tiếp bước cái lộ nhãn này đó. Thì nếu như cái lộ đầu tiên nó có một tâm mốt thì cái lộ thứ hai này nó cũng sẽ có tâm mốt, nó sẽ đi y như vậy, nó y như phần cái lộ ý môn mà chúng ta nhìn thấy đây. Và cái này, cái cảnh của cái lộ ý nối tiếp bước cái lộ ngủ đó, là cái cảnh của nó là của cảnh của lộ ngủ trạo lại. Tức là bây giờ cái người này nó vẫy tay, nó gọi mình, thì bây giờ thấy rồi. Nhưng mà khi cái lộ ý á, thì nó là cái không có nhìn cái cảnh đó nữa, hoặc là không cần thiết phải nhìn cái cảnh đó nữa, nhưng nó trạo lại bên trong, nó vẫn là cảnh của lộ ngủ. Và nó vẫn có động tốc. Đây, nó vẫn có động tốc, nghĩa là nó vẫn có ứng xử. Mặc dù là cái ngộ ngủ đầu tiên đó, mà trong cả một cái chuỗi mà để nó hình thành cái mà mình có thể hiểu tất cả mọi sự đó, thì cái lộ ngủ đầu tiên nó chỉ có cái khả năng là nó tiếp nhận mà thôi. Hiểu chưa? Nhưng mà trong tiếp nhận của nó vẫn có phản ứng. Lạ như thế, tiếp nhận vẫn có phản ứng. Rồi những cái lộ ý môn đi theo sau, nó vẫn có động tốc, tức là nó vẫn có phản ứng. Nó cứ đi thành một cái chuỗi như thế. Và cũng như là mình nói vậy nè, khi mình nhìn lên đây mình nói ồ đây là bông sen, để mình có thể kêu cái tên gọi đây là bông sen, thì nó không có đơn giản như mình nghĩ đó. Mình thấy là biết liền, cũng phải vậy. Nhưng mà nó thấy á, thì nó tiếp nhận xong nó phải qua cái lộ tiếp thứ hai. Khi mà nó cái lộ ý mà nó tiếp nối cái lộ ngủ đó, thì nó làm cho cái cảnh của lộ ngủ rõ hơn ra. Rồi bây giờ tới thứ ba, nó gọi là cái lộ thu vén, lộ ý thu vén. Cái lộ này cái hoạt động có mạnh hơn á, là nó gom lại, nó gom lại từ cái lộ nhãn, nó chuyển qua cái lộ ý tiếp bước đây. Rồi bây giờ á, là nó thu bắt mạnh hơn, nó gom, nó không còn sót cái gì nữa, nó gọi là cái lộ thu vén. Nhưng mà tới cái lộ thu vén này đó, thứ nhất nó không có tâm mót, nó không có. Không có. Ba cái lộ đầu là nó có tâm mót. Nếu đây nó còn tâm mót thì đây nó vẫn có tâm mót. Có tâm mót. Ba cái lộ đầu nó có tâm mót. Bây giờ tới cái lộ ý thứ tư, là cái lộ định danh. Lộ ý định danh. Ở đây đó là trong cái pháp tục đế, nó có danh chế định và nghĩa chế định. Thì cái lộ định danh á, là nó thuộc về chế định. Chế định tức là mình đặt nó ra, mình quy ước với nhau như vậy thì gọi là chế định. Nó không phải đúng cái bản chất của nó, nhưng nó đúng cái sự thật về mặt kích thước, về mặt hình ảnh, về mặt mùi, rồi về tất cả những cái khía cạnh mà nó thuộc về cái mà lộ ngũ có thể tiếp nhận nó rõ ràng, thì người ta quy ước nó lại, cho nên nó gọi là chế định. Thì khi đi vào cảnh chế định này đó, vì nó chế định cho nên nó không có tâm mót. Có cái người vẫy tay, con vẫy tay. Và trong cái vẫy tay này đó, nó sẽ đi vào một cái lộ nữa, nó gọi là lộ định nghĩa. Để biết cái vẫy tay này nè, cái vẫy tay này nè, là cái vẫy tay để gọi tới, hay là cái vẫy tay nó là cái khoát tay để đưa đi. Thành ra nó tới cái lộ thứ năm, đó là lộ định nghĩa. Nó giúp cho cái khả năng mà chúng ta có thể đi sâu vào cái nội dung của cái vẫy tay đó, giúp đi cái bước một. Tới cái lộ mà chúng ta nói là cái lộ định nghĩa, thì cái lộ định nghĩa đó là nó sẽ cho mình biết rõ như vậy. Sư cô nói đó, cho biết rõ là cái người đó vẫy tay mà vẫy tay kêu mình tới, hay là khoát tay để cho mình đi. Thì hai cái đó, cái chỗ đó nó đi đến cái chỗ định nghĩa rõ ràng. Bây giờ nó tới một cái lộ kế tiếp,
là lộ hiểu nghĩa của thân biểu tri. Trong cái lộ nhãn này đó, thì hai cái lộ này nè, có khi nó không cần thiết lộ định danh, có khi nó lướt qua cái này nó không cần thiết, mà nó đi vào cái nghĩa là quan trọng. Là cái phần này có khi nó lược giảng thì nó mới đi vào cái lộ định nghĩa. Thì đây nó có cái lộ thuộc về thân biểu tri. Thì như chúng ta biết, thân biểu tri đó có nghĩa là cái điệu bộ, cái cử chỉ, cái cách thức. Thì như vậy cái lúc đó là cái lộ ý này nè, nó mới phân tích để nó thấy rằng, nó hiểu rõ rằng là cái ý nghĩa của cái vẫy tay này là cái gì. Và cái vẫy tay gì đó là nó sẽ kêu mình á là đến nhanh, đến nhanh, đến nhanh, hay là đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh, hay là nó thông thả, hay là nó thế nào, thì nó làm cho mình càng lúc càng hiểu rõ lên. Tức là cái cách thức của nó đi vậy, là lúc đầu nó đi bằng cái lộ ngũ, rồi sau nó dùng cái lộ ý để nó hiểu rõ hơn chút, rồi cũng cái lộ ý nó sẽ hiểu rõ hơn chút, hiểu rõ hơn chút, hiểu rõ hơn chút. Giống như bây giờ mình nói thế này, là khi mình hiểu cái nguyên tắc của cái truyền hình đó, thì khi mình coi trên màn ảnh đó, thì mình thấy cái hình nó rất là rõ ràng. Nhưng mà để đạt được cái hình đó thì nó không phải là cái truyền sóng đi ra nó có cái hình liền, nhưng mà lại nhá rất nhiều, cực nhanh cái hình đó, thì cuối cùng nó mới ra cái hình rõ. Thì hiểu cái nguyên tắc nào, cái nguyên tắc cái truyền hình này nó chính là cái nguyên tắc trong cái lộ ngũ mà có các cái lộ ý đi với nhau. Cái nguyên tắc của nó là nó đi như vậy, nó đi cực là nhanh, cho nên nó nhảy rất là nhanh. Nhưng mà khi nó hiện ra rõ, nhưng mà thực chất nó không phải chỉ có một cái hình hiện rõ. Để được cái hình hiện rõ đó thì những cái sóng của nó đó, nó sẽ truyền rất là nhiều hình ảnh, rồi cuối cùng nó có cái hình ảnh đó. Quý vị hiểu cái nguyên tắc này, thì trong tâm chúng ta đó, nó cũng sẽ đi từ bước. Và chúng ta hiểu cái điều này để thấy gì? Tất cả những gì chúng ta khắn sâu trong tâm là do mình. Vì lần trước sư cô có giảng cái gì nè, tất cả những cái lộ này khi nó hoạt động á, mà nó vừa kết thúc một cái lộ nó là nó rơi vào hậu kiếp. Và nó có quyền trở lại một lần thứ hai, có quyền trở lại lần thứ ba, có quyền trở lại lần thứ tư. Và mỗi lần trở lại nó đều rơi vào trong hậu kiếp, nghĩa là nó vẫn rơi vào trong cái dòng nghiệp của mình. Nó nối kết với cái tập khí của mình, nó không đi đâu ra xa cả. Nó càng ấn sâu vào. Nó lặp lại càng nhiều thì cái mức độ nó nối kết trong cái dòng nghiệp nó càng sâu hơn mà thôi. Chúng ta học hết cái này đi rồi mới nói thêm. Bây giờ cái thứ sáu là lộ hiểu tâm ý của đối tượng. Thứ bảy chứ. Bây giờ cái này mình rút gọn lại, hai cái này có thể rút gọn lại. Đây là số 7, lộ hiểu tâm ý của đối tượng. Là khi mình thấy người ta vẫy tay vậy đó, nhưng mình có thể đọc được cái ý của người khi sử dụng cái vẫy tay này đó. Là người ta vẫy tay vậy á, là cùng với lại cái thân biểu tri đó, mình biết người ta vui vẻ gọi mình tới, hay là người ta có một cái gì đó khẩn trương gọi mình tới. Hoặc là khi người ta hất cái tay để cho mình đi đó, thì cái này đó là nó thông thả, nó khẩn trương, thì mình cũng có thể đọc được cái tâm ý của người đó. Vì vậy càng lúc cái hoạt động của cái lộ ý này nó càng làm cho cái lộ ngũ nó được hiển lộ đầy đủ, và mình hiểu nó tốt hơn. Thì vậy chúng ta thấy cái hoạt động của nó đi vậy. Và đây là những cái lộ tiêu biểu về cái hoạt động đó thôi. Còn trên thực tế thì nó đa dạng hơn nhiều. Và trên thực tế không phải là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trên thực tế là 1 có thể thành 2, thành 3, thành 4. Rồi 2 nó có thể 2, 3, 4, 5, 6 nữa. Tức là nó sẽ hoạt động rất là nhiều. Và hãy nó hoạt động càng nhiều thì nó càng sâu. Có một cái câu hát, một cái bài hát dân gian thôi, nó có hai câu như thế này.
nói nè, yêu nhau đứng ở đàng xa, hai mắt cùng liếc bằng ba đứng gần. Thì vậy đó, ý muốn nói gì? Cái khi mà ta đứng gần nhau đó thì nó thuộc về cái lộ ngũ, mà nó thuộc về thân, nó nằm đây, thân xúc chạm là chủ yếu. Nhưng mà khi mà người ta đứng ở đằng xa mà hai mắt cùng liếc đó, thì cái lộ ý này sẽ đi nhiều hơn. Người ta gửi gắm cái phần mà cuối cùng nè, cái phần mà nó gọi là hiểu được ý của đối tượng đó, thì người ta càng nhìn, người ta càng bày tỏ cái sự tha thiết, bày tỏ cái sự gắn bó thì nó mới sâu. Chúng ta nghe Xuân Diệu nói thế này: có một dạo em ngồi xa anh quá, anh bảo em xích lại gần hơn, xích gần hơn chút nữa kẻo anh hờn. Em ngoan ngoãn xích gần hơn chút nữa. Thì cái này chúng ta thấy tai họa của sự tà dâm. Thì thấy không? Và lần trước khi chúng ta học á, chúng ta nói rằng là cái lộ ngũ á, thì nó ở trên cái bề mặt, cái lộ ý ở trên cái bề sâu. Thành ra mình nói cái tính cách nha, cái người nam á, thì trong cái mối quan hệ nam nữ đó, thì họ có thể đi cái con đường của cái thân xúc chạm này đó mạnh lắm. Còn cái người nữ đó khởi sinh thì nó nằm trong một cái tràng của lộ ý này. Cho nên người nữ nặng về chữ tình, người nam nặng về cái dục tình của thể xác. Thành ra cái người nữ mà ngoại tình á thì gây khó sống trở lại lắm, tại họ đi bằng con đường tình nó sâu lắm. Còn cái người nam ngoại tình lia lịa, bởi vì nó đi bằng thân xác. Nó không cần mà. Cho nên ca dao của mình mà bài hát của mình mà nó hát như vậy đó, không có tình cờ chút nào. Bởi vì ca dao mà tục ngữ mình nói là cái tinh hoa. Cho nên quý vị thấy không, mặc dù cái người xưa của mình chưa có tiếp cận cái di diệu pháp, nhưng mà trình bày cực kỳ đúng. Và cái này nó cũng nói về âm dương á, cũng phù hợp vậy. Dương á thì nó, cái đặc điểm của nó khởi sanh mà nó mạnh, nó lan rộng. Nhưng mà âm á thì đi sâu, nó trì xuống. Thành ra tại sao một cái gia đình mà chồng ngoại tình thì còn có thể duy trì được, nhưng mà vợ ngoại tình á khó duy trì, hiếm có khi duy trì được. Nó duy trì được có khi là vì cái người đàn bà này đó là tức giận cái người chồng mà ngoại tình, chứ không phải vì yêu thương cái người khác mà ngoại tình, thì cái đó trở lại được. Mà khi mà người ta đó thật sự mà gắn sâu vào cái đối tượng khác đó, thì cái ngoại tình này không có quay trở lại được. Vì cái đặc điểm của cái người nữ đó là nó dồi dào về cái tình cảm, cảm xúc. Nó cần thiết cái tình cảm hơn là những cái dục lạc về thể xác. Nó không mạnh bằng cái người nam về cái vấn đề này. Cho nên yêu nhau đứng ở đằng xa, hai mắt cùng liếc bằng ba đứng gần. Cho nên là đối với cái người Việt Nam của mình á, và ngay cả sư cô xem những cái thống kê ở Pháp cũng vậy, thì cái điều bất ngờ nhất là cái thống kê mới nhất đây đó, thì con trai nó vẫn có cái ý kiến, cái phần lớn rằng là muốn cưới một người vợ trinh tiết. Và cái người châu Á mình hoàn toàn đúng, là bởi vì khi người ta đi bằng cái con đường thể chất trước thì người ta sẽ nghiêng về những cái cảm thọ hỷ lạc mà thuộc về cái thể chất, nó đi mạnh hơn. Vì đó là cái bề nổi, và nó đi cực kỳ nhanh, và nó cứ tác động, cứ đi như thế. Còn nó để đi vào cái chiều sâu. Cho nên cái cuộc hôn nhân mà người ta tìm hiểu với nhau để người ta gắn bó về mặt suy nghĩ, về mặt tình cảm, về mặt quan điểm sống, và ta nảy sinh cái chuyện người ta cảm kích cái tấm hạnh của người này đó, thì đó là cuộc hôn nhân bền vững và tốt đẹp lâu dài.
Nhưng mà cái thời nay nó đi ngược lại, cho nên người ta sống điêu đứng khổ sở. Bởi vì người ta muốn đi bằng cái con đường thể chất trước khi mà nó có cái tiếng nói của cái tình cảm thật sự và cái sự hiểu biết thật sự. Thì đối với nhà Phật đó là phạm giới tà dâm. Và phạm giới tà dâm thì đưa đến cái phạm giới sát rất là dễ dàng. Và nó đưa tới cái chuyện mà theo ngôn ngữ đời thường thì nói rằng không có thủy chung, thì chuyện đó là đương nhiên. Và nó đưa đến những cái bệnh mà thuộc về trầm cảm, mà những người trẻ ngày nay đó người ta rất là dễ bắn vào đầu để chết. Người ta có thể uống thuốc tự vẫn một cách dễ dàng, có thể nhảy lầu dễ dàng, và có thể tự tử tập thể dễ dàng. Bởi vì người ta nói với nhau như thế này: bây giờ cứ thích thì sống chung, xách vali tới, thuê một cái phòng trọ chia đôi, tiền điện nước chia đôi, ăn uống chia đôi, tất cả đều chia đôi. Và quy ước như thế này: không thích cứ xách gói ra đi, khỏi cần nói tiếng nào. Những cái người ra đi thì nó đã định được cái con đường đó. Còn cái người ở lại mà không phải nói tiếng nào đó, không đơn giản như cái hợp đồng ban đầu đâu, mà nó để lại cái bệnh của tâm. Nó sẽ đi sâu vào tất cả những cái cảnh mà chung sống nhau mấy tháng nay đó, thì nó coi như là một cái lộ ngủ. Và những cái mà nó ghi lại cái dấu ấn như là cái lộ ý. Và nếu vậy nó sẽ trạo lại, và nó sẽ hành hạ cái người này. Thế người ta đâu có đùa được. Con đường đi trong cái quy luật về tâm linh đó là như vậy. Thành ra khi người ta đặt cái thọ hưởng của những cái cảm xúc thuộc về thân, đó là cái bề nổi, nó sao động ở bên trên và nó rất dễ đổi thay. Luật của nó là như vậy. Cho nên trong cái người Việt Nam mình mới nói nè, cái người nữ dại dột nhất là cái người nữ trao thân cho một cái người mà người ta không có cái việc cưới sinh đối với mình. Cái dại dột nhất là tại vì cái người nữ này nặng cái tình. Do nặng cái tình mà đi đến cái chuyện đó. Còn cái người nam khi người ta đạt được cái chuyện đó rồi, người ta nghĩ là người ta có cái khả năng đi đến một người nữ khác, người ta vẫn chiếm đoạt được như vậy. Và khi người ta chiếm đoạt rồi đó, thì người ta thấy đây là cái chuyện đó mà người ta nghĩ là nè, sống với nhau nhưng mà khinh nhau. Và người ta nghĩ rằng một ngày nào đó cái người này cũng sẽ trao thân cho người khác một cách dễ dàng. Bởi vì người ta đã làm được cái chuyện dễ dàng đó, và ta thấy cái người này quá dễ dàng, thì người ta biết người này cũng dễ dàng như mình. Đó là cái luật mà mình không có hiểu ra. Vì vậy đó mà cái khổ vẫn là người nữ. Và ca dao Việt Nam có nói thế này: chớ nghe quân tử nói giòn, mà rồi có lúc ẩm con một mình. Cho nên chúng ta hiểu cái lực hoạt động của tất cả cái đời sống tâm thức của ta nó đi càng ngày nó càng sâu. Cho nên cái nghiệp của mình gắn với người khác nó nằm ở cái chỗ này. Nó nằm ở cái chỗ tại sao mình cứ suy nghĩ về cái người đó nhiều. Tại sao những cái buồn vui của người đó là ảnh hưởng của mình quá lớn. Đây là cái cường nối của nghiệp. Mà trong cái pháp thế gian đó, mình nói đây là cái chữ tình. Chữ tình này được định nghĩa đúng mức, nó là luyến ái. Cái tên của nó là luyến ái, nó không phải là pháp thiện. Dẫu cho cái này là mẹ với con, cha với con, anh với em, bạn bè, chồng vợ, yêu đương vân vân, nó nói bằng con đường đó. Nó làm cho mình này càng ngày càng dấn sâu vào. Và như vậy, có cái lúc nào đó nó sẽ đi bằng cái lộ ý thuần túy. Và như vậy, ngày đêm nó cứ tơ tưởng. Nó đi bằng cảnh của quá khứ, nó đi bằng cái liên tưởng của cảnh hiện tại, và nó đi bằng cái tưởng tượng của tương lai, và nó hoạt động trong cái tâm thức của mình. Như vậy nó đã đi ra ngoài biển, cái biển này nó luôn luôn sao động. Đó là cái biển tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải quan sát để biết rằng
trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta đã gắn với ai nhiều nhất? Ai đã làm cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều, phải ứng đối nhiều, phải cảm kích nhiều, phải mà có lo lắng quan tâm tới nhiều? Thì chúng ta hiểu sợi dây nghiệp nối từ đó. Và khi mà nó đi bằng cái luyến ái này đó, thì tai họa nó sẽ trực chờ ở đây. Đây là cái câu chuyện mà nó nổi tiếng à, mà người nào mà xem rồi sẽ biết. Thì cái người này đó bị bắt vì một cái câu nói rất lạ thế này. Là nửa đêm anh ta gọi một cái taxi, và khi tới cái cầu đó thì anh ta bảo taxi ngừng lại. Và anh ta xách một cái vali rất đẹp của anh ta ném xuống cái sông đó. Rồi anh ta lên taxi, anh ta bảo đi, quay trở lại đường cũ. Thì cái ông taxi ông hỏi đó, anh ném cái gì vậy? Ông mới nói tôi ném một cái vật mà tôi yêu quý nhất, mà tôi cũng là oán hận nhất. Thì đó là anh ta đã giết vợ mình. Và anh ta chặt ra từng khúc, anh ta bỏ trong cái vali, anh ta vấp xuống đó. Thì cái người tài xế sau khi đưa cái ông này rồi đó, thì mới đến đồn cảnh sát mới nói. Thì khi ngày người ta mò cái đó lên đó, thì cái điều ổng không ngờ nhất là cái lúc mà đi máy bay đó, thì nó có cái giấy để ghi cái tên họ địa chỉ trong đó, thì vớt lên còn y nguyên. Vì từ hồi từ Việt Nam hai vợ chồng qua đó làm luận án tiến sĩ đó, thì cái vali đó không có đụng tay. Và ta bắt được. Nên cái câu nói đó là tôi vất một cái vật mà tôi yêu quý nhất, nhưng đồng thời là tôi oán hận nhất. Thế này đi không? Tôi yêu quý nhất và tôi oán hận nhất. Giết rồi không thấy hối mà vẫn thấy đau. Đi đây. Luật của nó đi như thế. Cho nên chúng ta hiểu về cái tâm của mình, để mình hiểu rằng đó, khi mình gắn bó nhiều, nó không rời được, nó cứ thao thức mãi trong tâm, hãy coi chừng nó nằm ở đây. Và những cái gì mà nó làm cho nó làm bất an ở trong tâm chúng ta, nó làm chúng ta khó ngủ, nó làm chúng ta đó là không còn thiết tha gì những cái khác hết, mà nó làm cho chúng ta cứ phải sao động hoài đó, thì chúng ta hiểu nó đi vào cái con đường bất thiện này đây. Và cái con đường này nó sẽ mở cửa cho tất cả những cái bất hạnh mà chúng ta đã gieo từ vô lượng kiếp, nó có điều kiện để nó trồi lên. Nó đi như thế. Cho nên trong mọi cái hoàn cảnh mà mình gặp cái điều bất hạnh đó, hãy khoanh dùng nó lại. Hãy khoanh dùng nó lại. Để chi? Để giải quyết nó. Không để nó chiếm lĩnh hết trong cái suy nghĩ từ ngày lẫn đêm của mình. Còn nếu không, cái năng lực của nó là cái năng lực của ma lực, nó sẽ chiếm lĩnh hết toàn bộ. Và nó sẽ làm như thế này, làm cho cái phần này nó như loang ra. Còn chúng ta khoanh vùng nó lại, là chúng ta sẽ làm cái động tác thế này. Nó là đây, khoanh vùng nó, hiểu rằng đây là cái quả và giải quyết trong cái phạm vi này. Và khi chúng ta nghĩ vậy là cái phần này nó phát xong rồi. Cho nên khi chúng ta học đạo Phật, chúng ta ứng xử với tất cả những cái quả mình bằng cái luật nhân quả. Luật nhân quả nó đi, cái này sinh lên thì nó diệt, xong nó làm duyên cho cái mới đi, mà đồng thời cái tài sản của nó chuyển về đây. Luật nhân quả nó đi như thế. Và chúng ta không hiểu cái luật này thì chúng ta đau khổ. Tại sao vậy? Luật nhân quả này là luật vô ngã. Trong khi cái suy nghĩ của chúng ta là luôn luôn có mình ở trong đó. Vì chính vì cái mình đó mà chúng ta đây phải đau khổ. Còn khi chúng ta xác nhận nó là cái luật nhân quả, thì chúng ta đây mới khoanh dùng nó được. Còn không, chúng ta không đủ sức để khoanh dùng, mà chúng ta yếu đuối để cho tất cả những cái pháp bất thiện này nó hoành hành ở trong tâm.
càng học về di diệu pháp, chúng ta thấy nó đi luật nhân quả vô ngã. Cũng giống như mình đụng vô cái nút này thì cái quạt nó hoạt động thôi, chứ không ai nắm cái bánh nó quay, cũng không có một cái ma lực nào, cũng không có thần thánh nào, cũng không có cái phép màu nào cả, không có. Bởi vì cái nguyên tắc của nó, chúng ta bật cái nút on hay off này thì nó sẽ hoạt động như thế. Luật nhân quả nó đi như thế, cho nên nó khách quan, nó không đi theo cái tình cảm, cảm xúc, nó không đi theo ước muốn của mình, mà nó đi theo luật của nó. Mình nuôi trong tâm của mình hai cái dòng nghiệp này, nhưng mà nó hoạt động khách quan, nó hoạt động theo luật nhân quả của nó, nó không hoạt động theo ý muốn của mình. Sắc pháp này cũng hoạt động theo luật của nó, tâm pháp này cũng hoạt động theo luật của nó. Tâm pháp và sắc pháp phối hợp với nhau để tạo nên cuộc đời của chúng ta, nó vẫn đi theo luật của nó. Còn chúng ta đây, do cảm xúc, tình cảm, do ước muốn của mình, chúng ta chỉ muốn tất cả vận hành trong cái ước muốn và trong tình cảm, cảm xúc của mình. Đó là sự nhầm lẫn mà chúng ta đây phải nhìn ra. Mặc dầu chúng ta có nhìn ra rồi đó, mà chúng ta vẫn phải thúc thủ trước những cái hoạt động này. Nhưng mà rồi dần dần chúng ta không có thúc thủ nữa, là bởi vì điều kỳ diệu nhất là khi chúng ta nhìn thấy nó nhiều lần đó, thì nó sẽ hình thành một cái năng lượng mới. Bởi vì khi chúng ta nhìn thấy mà biết đó, thì nó hình thành cái năng lượng của thiện trí rất là mạnh. Và thiện trí này nó có ba cái cấp độ, như sư cô nói, tri văn, tri tư, tri tu. Và nó đi theo cái cấp độ từ cái mà giữ giới cho đến thiền định, cho đến thiền tuệ. Nó đi như thế đấy, thì nó có một cái năng lực cực kỳ màu nhiệm của nó, là nó có thể giúp mình đây đó là thắng được cái quả trỗi sanh này. Chúng ta khuôn khổ, chúng ta giới hạn nó lại, nó không làm cho nó ghê gớm. Một cái người thân chúng ta qua đời, đó là một cái mất mát, không có cái gì bù đắp nổi. Và cũng không có ai thánh tướng gì mà để nói rằng là mình không có buồn. Và cũng không thể nào tránh khỏi cái chuyện là thỉnh thoảng mình vẫn nhớ lại. Và không phải cái chữ thỉnh thoảng này nó diễn ra trong một tháng, một năm, mà có khi mấy chục năm trong cái cuộc đời của mình nó không có phai được. Nhưng mà không có nghĩa rằng điều đó đem đến cái sự đau khổ không nguôi trong tâm. Chúng ta có thể nhớ về cái người này với tất cả những cái hạnh lành đã đem tới cái ngọt ngào cho đời sống chúng ta, đem tới một cái sự hiểu biết mà mở những cánh cửa cho chúng ta nhìn rộng rãi với cuộc đời. Nó đã nâng chúng ta lên khỏi cái tầm của một cái đời sống tầm thường, thì tất cả chúng ta đó vẫn nhớ lại, vẫn nhắc nhở lại, nhưng mà nó là cái pháp nâng lên, nó không phải dùi dập trở xuống. Thì chúng ta đây đã khoanh vùng được cái quả mà không ai tránh khỏi, đó là chúng ta đó phải xa cách cái người thân yêu của mình. Nhưng mà cái đó nó không có dùi dập mình. Thành ra cái dùi dập là cái nặng lòng mình đây nè, chúng ta không có chia sẻ được gì cho cái người thân đã qua đời của mình hết. Không chia sẻ được gì, chính cái năng lượng lành của mình à, cái mà chúng ta khoanh vùng lại được để chúng ta vươn lên đó, cái này mới hồi hướng phước báo được. Và không ai đem những cái đau khổ của mình á để mà coi như một cái tặng vật đối với cái người mình thương mến cả. Đó không phải là tặng vật, mà đó là cái gánh nặng mà người ta không thể nào gánh nổi. Và cái đó là sự trì trệ, mà giống như mình đeo cái cục đá vào trong cổ người ta, để người ta đã chìm, bây giờ người ta còn chìm sâu hơn nữa. Cho nên không ích lợi gì hả? Khi chúng ta hiểu biết về cái luật sinh diệt, chúng ta hiểu biết về nhân quả, thì chúng ta đây đó có thể làm cho tất cả những cái bất hạnh của chúng ta được khoanh vùng trở lại, và làm cho cái chân trời
mà nó mở ra cái thiện và thiện trí chúng ta được phát sinh lên. Cho nên kinh Pháp Cú có nói thế này: ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Tức là thấy được cái nhân quả này, thấy được cái luật nó đến rồi nó đi. Cũng như cái phước báu chúng ta, chúng ta tạo được bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu. Tiền chúng ta gửi ngân hàng tuy có lời đấy, nhưng mà do sức chi xài của chúng ta thì nó sẽ hết nhanh hoặc hết chậm. Thì phước báu của chúng ta như vậy mà thôi. Từ không thành có, rồi từ có nó lại thành không. Cái luật của nó đi như thế. Kháng này là kháng dĩ môn, chứ không phải kháng ngũ môn. Nó là kháng dĩ môn. Và đây, nó tiếp theo đó là thức, thì nó sẽ là nhĩ thức. Nãy nó là nhãn thức, đây nhĩ thức. Thì cái quy cách của nó cũng đi vậy. Rồi xong sau đó là nói tới tiếp thu, rồi tới quán sát. Thì tiếp thu quán sát này với lại cái nhãn nhĩ thức này đó, thì cả ba cái đều là quả, hoặc là quả thiện hoặc là quả bất thiện. Thì khi những cái cảnh mà nó xuất hiện như thế này á, nó đã là quả của mình rồi. Và khi mình tiếp nhận nó thì cái sự tiếp nhận nó đã định hình là quả thiện và quả bất thiện rồi. Nó cực kỳ nhanh. Tại sao vậy? Là tại vì như chúng ta thấy đó, cái cảnh mới này cảnh mới này, thì bây giờ nãy là cái vẫy tay, thì bây giờ đây là một cái âm thanh, nó vẫn tác động vào dòng hộ kiếp, thấy chưa? Và cái dòng hộ kiếp chúng ta thì nó cũng có cái phần thiện và bất thiện. Cho nên là khi mà chúng ta tiếp nhận ở đây bằng cái kháng nhãn môn này đó, thì cái bước kế tiếp của nó, bởi vì kháng nhãn môn nó thuộc về di tác, thành ra ba cái phần sau đây á, là nó có thiện mà nó có bất thiện, vì nó tiếp nối từ đây ra. Và cái đường nối đó chúng ta thấy là từ trong cái hộ kiếp này nó nối bằng tác ý và nó nối bằng sở hữu tâm, thành nó nối rồi, thành nó hiển lộ ra đây rồi, cực nhanh. Cho nên là nói theo đời thường thì xin nhắc lại là do tánh khí của mình. Tất cả mình ứng xử đều do cái bên trong của mình nó tiếp nhận cái bên ngoài. Nhưng thông thường trong cái đời sống đó, người ta vẫn cho rằng cái lực tác động ở bên ngoài là chủ yếu. Trong cái sự thật, cái hoạt động về tâm thức là do cái lực ở bên trong là chủ yếu. Nói như vậy có nghĩa là gì? Nói như vậy có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm về tất cả những cái hành vi của chúng ta, thuộc về ý, thuộc về khẩu và thuộc về thân, chịu trách nhiệm từ bên trong nó ra mà. Thành ra từ cái bước đầu này nè, từ cái chỗ này nè, ba cái quả này đó, thì nó quả thiện hay bất thiện nó đã xuất hiện từ nơi vị trí này rồi. Và cái mà làm cho người ta có thể đó thoát khỏi cái tập khí của mình, thoát khỏi cái tật nguyền trong cái đời sống nội tâm của mình á, nằm ở chỗ phân đoán đây, nằm ở chỗ này. Vì chính cái chỗ này chúng ta đây đó mới có quyền không có làm cho những cái quả bất thiện này trổ sanh ở động tóc, hay làm cho cái quả bất thiện này trổ sanh ở động tóc, nó nằm ở cái chỗ này. Vì cái chỗ phân đoán này một lần nữa cái cửa của nó mở ra là ý môn, mà ý môn này á, là nó lại nối tiếp vào trong cái dòng hộ kiếp nữa. Nó đi trong hộ kiếp thì nó nối với tập khí. Cho nên khi mà chúng ta nói là nói thì phải đánh lưỡi bảy vòng, tức là chúng ta đắn đo, chúng ta suy nghĩ, chúng ta cân nhắc, nằm chỗ này, nằm chỗ phân đoán này. Và cái chỗ này chính là cái chỗ mà rất nhiều lần sư cô nói vậy: nếu như chúng ta không có trí văn, không có trí tư, không riêng trí tu, thì chúng ta sẽ gắn vào trong cái tập khí mà nó trôi chảy từ vô lượng kiếp như thế này. Và chúng ta sống trong mù lòa của một cái đời sống nội tâm. Vì trong cái kho tàng của sở hữu tưởng thì chúng ta chỉ có
những cái gì thuộc về cái căn thiện mà căn bất thiện nó trôi chảy từ vô lượng kiếp, mà mỗi một kiếp sống chúng ta không thêm được. Cho nên tại sao chúng ta sợ rơi xuống làm súc sanh, rơi xuống làm quỷ khổ, rơi xuống làm Atula, rơi xuống địa ngục, là bởi vì nơi đó trí văn, trí tư và trí tu không có cơ hội để khởi sanh. Chỉ khi chúng ta làm người, chúng ta làm chư thiên thì mới có cái cơ hội để trí văn, trí tư và trí tu khởi sanh. Mà nếu không có ba cái này để mà chúng ta cắm vào trong cái kho đó đó, cái kho của thiện trí đây, thì cái tiếng nói của ma lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên làm rồi mà hối thì nó cũng đã muộn rồi. Mà hối rồi có khi không biết ra, thì cái hối đó nó vẫn tiếp tục hành hạ mình, bởi vì hối nằm trong một trong những cái pháp của sở hữu tâm sân, nằm trong đó. Cho nên trí văn, trí tư, trí tu đều là giúp đỡ cho chúng ta đó, để khi mà cái phân đó này nó cắm vào thì chúng ta đó dễ để được cái như lý tác ý phát sanh lên. Hoặc là trong cái lỗ ý này nè, khi mà cái kháng ý môn khởi lên á, thì cái việc đầu tiên của nó vẫn là mở cửa của cái hộ kiếp này. Thì như vậy, nếu trí văn, trí tư và trí tu chúng ta có ở đây, thì chúng ta đây khi mà cái trăn trở này đó, thì cái phần, hai phần này nó hoạt động, nhưng cái phần trí văn, trí tư chúng ta sẽ thắng. Còn không chúng ta thua cuộc. Và đây là không phải cái vấn đề mà người ta tính theo thương mại. Kinh doanh buôn bán thì nói rằng cái lào lời nhiều thì nên làm cái đó. Thì cái người mà nói rằng á, là cái pháp học, xin lỗi, cái pháp hành nó hơn cái pháp học, không nên học đi theo cái hành, là cái người nói chuyện tu tập bằng kinh doanh. Còn nói theo tâm, nói theo sự phát triển của tâm, hoạt động của tâm, thì chúng ta phải hiểu là trí văn, trí tư và trí tư. Hiểu chính xác đó là như vậy. Còn mình muốn cái gì là quyền của mình, còn mình không được nói theo kinh doanh. Cũng như khi mình làm phước, mình nói này, cúng dường cho một vị Phật phước thế này, cúng dường vị Thánh phước thế này, cúng dường cho một cái vị có đức hạnh nó như thế này, cúng dường cho người không có giới như thế này, cúng giúp cho súc sanh nó như thế này, ngã quỷ thế này, vân vân. Cái đó là người ta tính. Còn khi mình làm á, mà mình tính là mình kinh doanh, là bởi vì trước mắt mình đây là con chó nó sắp chết đói, mà mình xách cái cặp lòng này nè, mình đến chùa để mình cúng dường ở trong đó. Bây giờ đứng chỗ này giải quyết sao, nói đi. Tâm mình nó sẽ nói vậy, cái này đã tác ý đem vào cúng dường trong chùa, nó không có đi dọc đường mà vớ vẩn cho người này người kia rồi nọ, chuyện nó tính sao? Nó sẽ nói như vậy. Và dẫu cho cái lòng mình á, có khởi lên một cái tình thương đối với một cái con vật nó nằm thoi thóp đó đó, mình dẫn thẳng vô chùa. Nhưng mà tại sao về lại có bận tâm? Về ngang thấy con chó chết rồi, nó cứ có cái gì nó cứ lấn cấn, mình có cái gì, có cái gì không đúng ở chỗ này? Cái gì không đúng đó là cái gì? Bây giờ phải làm sao đây? Mình đâu có cái tác ý đi ra mà giúp đỡ bố thí vậy mà tự nhiên bây giờ tới đây là thay đổi là sao? Và trong kinh đã có nói một cái trường hợp mà sư cô cũng nhớ đã giảng ở đây rồi. Một cái người đó là cũng đem cơm đi cúng dường cho một cái vị Phật, dọc đường thấy một cái người chết đói, thì người này cũng bị những cái đó luôn. Nó coi như nó quấy ở trong tâm. Nhưng người này biết rồi, cho nên người này mới bày cái thức ăn mà cúng dường cho cái vị Phật đó, và hướng về cái hướng của vị Phật này. Tại mình đỉnh thôi chứ cũng không biết rõ, nhưng mà hướng về cái vị Phật này để tác ý đó, đảnh lễ dâng cái vật thực này cúng dường lên cái vị Phật mà mình có tác ý đến cúng dường. Rồi xong rồi đàng hoàng đó mới xin cái thực phẩm này để cho cái người sắp chết đói để ăn. Và đến khi gặp được cái vị Phật này đó, thì vị cái người thí chủ này rất là vui mừng, bởi vì mình đã làm đúng Phật. Vị thấy chưa?
Cho nên cái lúc đó đâu phải là cái lúc để mình nói rằng cúng dường vào trong chùa cúng dường lên mười phương chư Phật rồi cúng dường chư tăng ni thì nó có phước hơn. Chuyện đó là đúng rồi. Nhưng nếu nó đúng, tại sao mình đi về mình thấy con chó nó chết rồi thì mình không yên là sao? Nó đúng rồi thì phải yên chứ. Sao nó đúng rồi mình lại không yên? Thì mình thấy rõ ràng cái duyên mình đã gặp tại đây rồi, tại sao mình không làm? Tại sao mình không có cái cách làm đúng pháp? Nếu mình làm đúng pháp, tâm mình bình yên. Còn mình vẫn có thấy có một cái gì đó trật, có cái gì đó không đúng, có một cái gì đó thiếu sót, cho nên mình mới bất an. Cho nên khi mình đọc kinh sách á, mình nói là phước này nhiều phước kia ít, là để cho người ta chỉ rõ cho mình cái mức độ mà cái người cúng dường trong sạch, người tiếp nhận trong sạch thì cái đỉnh cao của cái phước báo đó. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng đủ phước duyên để làm công việc. Mà cái phước duyên á, là chúng ta gặp cái cảnh nào mà cái tâm từ bi chúng ta khởi lên được, mà chúng ta làm được cái việc đó thì cái đó đúng pháp đấy. Vì hiểu này chưa? Cho nên cái đợi chúng ta tu tập á, đừng có nói pháp học, pháp hành gì hết. Phải nói trí văn, trí tư và trí tu. Lúc nào mà được cái gì mừng cái đó, được cái gì mừng cái đó. Bởi vì cái kho của mình nó phải đầy đủ ba cái này. Thì lúc nào mình tiếp nhận được cái gì, tiếp nhận cái đó, lúc nào tiếp nhận được. Còn không, đừng tính toán. Nhớ như vậy để chúng ta không tranh cãi về cái việc pháp học hay pháp hành. Chuyện đó là chúng ta biết rõ rồi. Còn đối với riêng mình, mình tiếp nhận ra sao thì phải hiểu rõ cái điều. Thì sau khi cái lộ nhĩ môn nó đi qua rồi đó, thì chúng ta vẫn tiếp theo là cái lộ tiếp bước. Cái lộ tiếp bước đó thì nó vẫn làm cái công việc như nãy sư cô giảng đó, là nó trạo lại cái cảnh của lộ nhĩ vừa qua. Tức là mình nghe cái tiếng kêu, thì bây giờ đó là nãy nghe rõ ràng là cái âm thanh, nhưng bây giờ nó trạo lại để cho mình nghe lại cái âm thanh đó. Bởi vì nó đi vào trong cái lộ ý thì nó diễn ra vẫn như cái công thức mà vừa rồi chúng ta học cái phần căn bản đó. Thì cái lộ ý nó vẫn diễn ra như thế này đây. Lộ ý vẫn diễn ra đúng như thế này. Diễn ra. Thì đó là lộ ý tiếp bước. Và cái thứ ba nữa nó vẫn là cái lộ ý thu vén. 2, 3, 4. Thì cái lộ ý tiếp bước và cái lộ ý thu vén, thì hai cái lộ này nó vẫn còn đi theo cái lộ ngủ ở đây. Tức là khi cái cảnh ở đây, cái lộ tiếp bước đây á, thì nó không phải là cảnh lớn nữa, mà nó là cảnh rõ. Ở đây chính xác thì mình nói là cảnh rất lớn. Ở đây là cảnh rất rõ. Cho nên nó có tâm mót. Thì cái lộ thu vén này nó cũng nằm trong cảnh rất rõ đây. Cho nên là nó có hai cái tâm mót. Rồi bắt đầu nó đi qua cái định danh, nó đi qua cái định nghĩa, hai cái này. Thì cái người này không thấy cái người gọi mình, chỉ thấy cái tiếng kêu thôi. Thì bắt đầu đó, trong cái lộ mà định danh này đó, thì cái người này sẽ phân tích xem á, đi sâu thêm để hiểu đó, là có cái âm thanh này là của người nam hay người nữ. Khi chúng ta nghe điện thoại đó, quý vị thấy đó, có những người khi người ta nói đó, mình nghe đó, cái người nữ mà cái giọng nó giống như người nam, thì cái người nam mà cái giọng nói nó giống như người nữ. Cho nên là khi mình nghe cái tiếng kêu đó, thì cái lộ định danh này nó sẽ giúp cho mình đó, để phân biệt được cái tiếng kêu này là tiếng kêu của người nam hay người nữ. Chúng ta nói tới đó thôi, chứ còn chúng ta chưa có nói là chính xác là tiếng người nam hay người nữ. Chúng ta chưa nói đến cái đó nha. Không có nói cái đó. Chỉ biết là phân biệt nam hay nữ. Còn cái sự phân biệt đó, mình phân biệt đúng hay sai là chuyện khác. Nhưng mà cái công việc của nó là nó định danh để nó biết rằng đây là giọng nam hay giọng nữ. Thì cái lộ này đó, nó cũng diễn ra như vậy. Nó chỉ có chỉ cái là nó không có hai tâm mót, là bởi vì nó thuộc về chế định quy ước, nó thuộc về chế định cho nên không có. Bây giờ tới cái lộ tiếp theo là cái lộ định nghĩa. Cái lộ định nghĩa đó là giúp cho cái tâm mình đó, nó sẽ nhận ra là cái tiếng kêu này đó mà nó kêu rõ hay là không rõ. Ví dụ kêu tên mình
mà nghe văng vẳng như vậy mà không biết có phải đúng tên mình hay không. Đó. Hoặc là kêu như vậy là cái giọng của người này đó là cái giọng trong trẻo hay là cái giọng khàn đục. Cái giọng này đó là nó là cái âm thanh nó như vậy đó, là nó gọi là nó nhanh hay là nó chậm. Thì cái chỗ này nó giúp cho mình là hiểu rõ hơn. Rồi bây giờ tới cái lộ hiểu ý nghĩa của tiếng kêu. Thì cái lộ này khi nó khởi sanh á thì nó không có hai tâm mót đằng sau, còn cái quy trình của nó thì vẫn như vậy, không có thay đổi. Thì khi cái người này mà khởi sanh lên vậy thì nó sẽ hiểu thế này: có phải kêu đúng tên mình không? Có phải kêu mình không? Kêu đúng tên mình phải không? Đúng là tên mình rồi, chính xác là tên mình rồi. À, cái đường đi của nó sẽ là gì vậy? Tức là nó xác định rõ rằng là cái lời, cái tiếng kêu đó là kêu mình, kêu đúng cái tên mình, chính xác là mình rồi, nó đi có được đó. Rồi tới cái lộ cuối cùng của nó là hiểu tâm ý của đối tượng. Thì cái người này sẽ nghe trong cái tiếng mà người ta kêu mình đó, là cái tiếng kêu đó nó có cái nỗi lo âu, có cái gì hốt hoảng, có cái gì kinh sợ đó. Hay là trong cái tiếng kêu của mình á, cái tiếng của người đó gọi mình á là bình thường thôi. Hay là trong cái tiếng gọi đó nó có một cái gì thân thiết, hay là có một cái gì dục giả. Thì bắt đầu nó đi sâu hơn, cho nên nó gọi là hiểu được cái đối tượng, cái tâm ý của đối tượng mà đang phát ra cái tiếng gọi đó. Cũng như quý vị thấy không? Trong cái mà người ta gọi là tri âm tri kỷ đó, thì bá nha với tử kỳ, một người đánh đàn một người nghe. Mà khi mà một người mà nghe mà chết rồi thì cái người đánh đàn nó muốn treo cây đàn lên chứ không có muốn đàn được. Tại sao vậy? Nghe cái âm thanh thì ai cũng nghe được, yêu thích cái âm thanh thì ai cũng yêu thích được. Nhưng mà để hiểu được cái tâm ý của cái người muốn gửi gắm qua tiếng đàn đó thì chưa chắc. Nhìn một cái bức tranh thì người ta biết được cái đẹp, người ta biết được cái màu sắc hài hòa, biết tất cả. Nhưng hiểu được tâm ý của người họa sĩ hay không thì cái chuyện đó khác. Đọc một cái bài thơ, một cái bài văn, xem một cái vở kịch, một cái tuồng hát, có thể hiểu hết trong đó, nhưng hiểu được cái tâm ý của người tạo ra nó hay không thì đó là chuyện khác nữa. Nên nó càng ngày nó càng đi sâu mà. Thì đó là một trong những cái thí dụ để cho chúng ta thấy cái hoạt động của lộ hiểu, ngũ và lộ ý luôn luôn phối hợp với nhau. Bây giờ chúng ta nghe một cái thực tế. Đây là một cái nụ cười, mà nó cái nụ cười này đó, cái người mà phát ra cái nụ cười này, người đó tạo cái nụ cười, gọi là cái thân biểu tri của mình là tạo nụ cười đó, thì hoàn toàn là có một cái thiện ý, một cái thiện ý, một cái nụ cười này là để chào đón thân thiện, hoàn toàn không có gì hết. Nhưng mà sau đó một cái chuỗi theo sau đó, nó là một cái tai họa mà không thể lường được. Thì cái bài báo nó để nè, bài báo này có cái tên đó là cái đẩy tay oan nghiệt, nhưng mà thật sự nó không bắt nguồn từ cái đẩy tay. Cái đẩy tay là cái phần sau, cái đầu tiên là cái nụ cười. Thì cái đây là những người trong xóm đó nha. Thì cái người mà thanh niên mà 31 tuổi này đó, người thanh niên 31 tuổi, không xin lỗi, 45 tuổi, người này 45 tuổi. Cái người này đó là một cái người rất là tốt. Anh chị em lập gia đình ở riêng hết rồi, nhà nghèo. Thì cái cậu này không có vợ, ở với cha mẹ mà hàng ngày á đi lụm ve chai, rồi chịu khó bán lấy cái tiền ve chai đó là nuôi cả gia đình, tức là cha mẹ mình với mình, mà hiền lành lắm, có hiếu lắm, cả xóm ai cũng quý. Nhưng mà người này đó là chắc có lẽ
cái đời sống không như ý mình, cho nên là giải cái nỗi buồn của mình bằng cái men rượu. Và khi mà uống rượu vô thì tất cả cái tốt của cậu ta đó nó đổi nghịch lý lại hết. Thì cái hôm đó là cái bà cụ này đó có một con dâu, mà con dâu này với cái cậu đó là có bà con. Thì bà ngồi cái quán ở trước nhà đó, bà ngồi đó bà chơi, thì thấy cậu này từ xa đi tới, bà mới cười. Bà cười với cái cậu này, cười là cũng như chào vậy đó. Bà cũng không biết là cậu này sai hay không, nhưng mà thấy là cười. Thì cái cậu này khi mà thấy bà này cười á, thì cậu này mới nói vậy nè: khi mà nở cái nụ cười như vậy đó, thì cái người này đó, cái cậu thanh niên này, cậu mới nhảy chồm lên, cậu chửi cái bà này. Bà chửi là: tại sao mà cười cái gì vậy? O cười cái gì vậy? O cười ngạo tôi phải không? Là nhào tới muốn đánh cái bà này. Thì cái bà này bà mới tránh qua, rồi chửi quá xá cho nên là bà bỏ đi vô. Đi vô bà gặp con dâu, bà mới nói: tao cười tao chào nó mà nó chửi tao quá, nói sai rồi, thôi mày ra mày đưa nó về nhà đi, tại vì chị em bà con. Thì con dâu nó mới nói: thôi má, nó sai rồi, mẹ chấp nó làm chi, nó sai rồi, thôi đừng có ấy, con cũng đưa nó về đâu. Thì nó đứng ngoài nó chửi quá, thì cái bà này bà mới sợ con trai của bà đó là ra đánh nó chết, cho nên là bà đi ra, bà nhắc cái ghế ra, bà ngồi ra, bà nói: thôi mày muốn chửi tao nhiêu mày chửi thì tao nghe hết. Thì bà ngồi đó mới chửi. Thì cái cô con dâu này lục được cái dưới bếp xong rồi, cô con dâu này mới xách cái giỏ rác đi đổ. Thì khi con dâu này đi ra đổ rác là cái lúc mà cái cậu này vừa chửi mà vừa lấy đồ đó, là định đánh cái bà cụ đó. Thì cô này cô mới là lật đật cô chạy vô, cô mới xô cái người này ra để cho cái người này đó không có đánh mẹ chồng của cô. Thì cái ông này cũng tức quá, mới quay ra ông thọp cái áo của cô này, thì ông nắm được một bên đó, thành ra cái luồng cúc áo nó mới đứt hết. Thì cái cô này cô mới giật cái áo cô trở lại, cô che cái người cô lại, và một cái tay cô gạt ra rất là mạnh, thì ông này té xuống, thì cô chạy vô nhà liền để cô gài đốt áo lại thôi, rồi cô không có ra nữa. Thì cái bà má chồng thì còn ở lại đó. Thì khi mà bà má chồng còn ở lại đó, chập sau bà má chồng vô, thì con dâu nó mới hỏi: sao rồi má? Sao rồi mẹ? Thì bà cụ mới nói là: ba má nó có chạy qua, thì nó té xuống, thì mọi người đỡ nó về nhà rồi, thành ra tao đi vô. Nhưng mà khi đưa đến bệnh viện cấp cứu thì cậu này chết, và cô này đó là bị ra tòa. Thì chúng ta thấy thế này: khi mà cái bà cụ này đó mở miệng chào là bởi vì trước là sớm giềng, sau nữa là cũng có bà con với con dâu mình đó, là bà thiệt tình là bà chào nó không có cái gì hết. Nhưng mà nó hỏi: o cười cái gì vậy? O ngạo tôi phải không? Là nó nói từ đâu ra? Nó nói từ đây ra. Nó là một cái người rất là tốt, rất là hiền lành, rất là hiếu hạnh. Khi mà uống rượu rồi thì tất cả những cái này nó đi ra. Vì khi uống rượu là cái thần kinh nó suy. Thần kinh nó suy thì cái si nó phát sanh trong tâm rất là mạnh. Thì những cái gì u ẩn trong tâm của nó sẽ khởi lên. Cái u ẩn nó là cái nghèo đói, cái không cất đầu dậy nổi, và ai cũng gọi nó là cái thằng đi lụm rác. Cái đó là cái nỗi đau mà nó không thể nào mà nó có thể là xóa được hết, mà nó âm ỉ như cái vết thương đó, là nó chảy máu mỗi ngày. Rồi bây giờ khi mà rượu vào đó thì tất cả những cái này nó nảy lên. Cho nên nó khi nó thấy, nó nhìn thấy người ta cười, nhưng nó không đọc được cái thiện tâm của người này, mà nó đọc từ trong tâm nó ra là ai cũng gọi mình là cái thằng lụm rác hết. Ai cũng khi kêu bằng thằng, không có ai kêu mình bằng ông, không ai kêu mình bằng anh. Và cái mặc cảm này ám ảnh nó, cho nên đến đổi một cái nụ cười thân thiện, thì khi mà nó chạy tới cái phần cuối cùng này đó, thì nó đọc ra đây là nụ cười này là đại biểu cho tất cả những cái người mà đã nhìn nó một cách thấp kém, và nó phản ứng. Đâu có chửi người ta được, đâu có chửi người ta được, nhưng đây là cái cớ
để tất cả những cái mặc cảm, những cái khổ đau, những cái u uất không thể nói được bây giờ nó trồi vậy. Và bây giờ khi mà cái nỗi đau khổ đó nó trở thành một cái nỗi ám ảnh dày dò trong tâm của mình, thì ta muốn chấm dứt cái nỗi đau khổ đó. Cái chấm dứt này là muốn hủy hoại. Và đây là một cái tác nhân mà nó khơi dậy cái nỗi đau khổ này, cho nên phải dập tắt cái tác nhân này. Cho nên chửi không chưa đủ, còn muốn kiếm một cái vật gì đó để đập trên đầu của mình. Thì cô dâu này khi ra cản trở cái đó thì nó hoài lại một cái đối tượng này. Không phải để đánh cô này, không phải để giết cô này, nhưng để hủy diệt cái nụ cười mà nó đọc được rằng đây là cái nụ cười khinh bạc. Nó hủy diệt cái đó. Bởi vì cái đó là cái nỗi đau không có lường được, và chính nó hủy diệt cái sự đau khổ của nó. Nhưng không dè một cái sự phản ứng đó, chính nó phải chết vì cái nỗi đau của mình. Vì thấy cái tâm nó đọc không? Khi nó không đập bằng sự sáng suốt, mà nó đập bằng cái nỗi đau riêng, cái u uất riêng trong cái cuộc đời mình á, thì nó hiển lộ ra tất cả. Và đây là cái tai họa, nó quay lại giết mình. Ai có nghĩ một nụ cười thân thiện lại câu thông với thần chết không? Nhưng mà thần chết nó đã nằm đây rồi. Thấy chưa? Sư cô nhớ một cái vụ án mà cái em này nó còn nhỏ lắm à. Nó giết một cái chị hàng xóm. Mà cái chị này rất là thương nó, vì nó sinh ra nó nghèo, nó có tật. Thì thường nó lúc nó còn nhỏ nó vẫn hay chạy qua nhà chị. Thì chị nó cho nó ăn, thương nó. Lớn lên cũng vẫn thương nó. Nhưng mà cái cô này nó là có cái tánh hay chọc ghẹo, cho nên là cổ không có kêu bằng cái tên của nó, mà cô kêu nó bằng thằng chó, thằng chó què. Rồi mọi người cứ thế kêu nó thằng chó què. Lúc nhỏ thì nó không biết, nhưng mà lớn lên nó nhận thức ra cái chữ thằng chó dè què là một cái gì đó người ta dài đạt nó vậy. Thì đến khi á, cái lúc đó nó 16, 17 tuổi đó, thì trong cái nhóm mà bạn trong cái xóm đó, thì nó lại để ý tới cái cô đó là đẹp nhất. Nhưng mà ngàn năm nó cũng không dám nói ra, và nó cũng không có tìm tới để gặp cái cô này mà nói bất cứ một cái gì hết. Nhưng nó cứ nhìn len lén như vậy. Thì mọi người là theo dõi nó mà. Cho nên chính cái cô này có nói: "Này thằng chó què, mày á, mày đừng có mà chiếu rách mà chồm lên cao nghe mày. Bỏ đi." Bây giờ nó đau lắm. Nó đau lắm. Và khi mà cô này nói vậy là mọi người nghe hết. Và mỗi lần mà thấy cái cô nhỏ nhỏ đi ngang qua thì ai cũng nói: "Chó què, chó què, đừng có mơ nha, chó què." Trong số đó cô này nói nhiều nhất. Thì nó về nó âm thầm, nó mài một cái dao rất bé, nó lận trong mình nó, và cuối cùng nó đâm cô đó chết. Người ta đi từ trong cái nỗi đau người ta đi ra. Mà ta không phải giết cái người đó, nhưng người ta hủy diệt cái nhân tố mà nó kích thích cái nỗi đau của người ta càng ngày nó càng lớn lên. Cho nên không có nói đến cái chuyện mà người ta bị cái sự bất hạnh đó đó. Đừng có coi cái đó là cái mà mình mua vui. Người ta sẽ hiểu theo cái bên trong hiểu ra. Bây giờ chúng ta coi một cái tài liệu nữa nha. À, đây là một cái vụ án mà cái người đứng đầu cái vụ án này đó tên là A Lăng Tiên. A Lăng Tiên này là người ở huyện Dằn, tỉnh Quảng Nam, và đây là bí thư của xã Tà Bình, người dân tộc nhưng mà làm bí thư xã, cầm đầu một cái vụ án mà phải nói là rùng mình. Cái vụ án này đó thì A Lăng Tiên đó cầm đầu một cái nhóm 24 người thanh niên để mà coi như là giết 19 người phu già. Và khi giết như vậy là có bài bản, tức là đến
nhân danh của cái quỹ ban đó đọc cái lệnh bắt những người này. Và khi bắt như vậy là trói người ta rồi mới lùa đi, nói là đưa về ở chỗ quỹ ban. Nhưng mà thật sự không phải đưa về quỹ ban. Thì khi thấy càng dẫn đi sâu vào trong rừng đó, thì những người này nói là đây không phải đường về quỹ ban, tại sao đưa chúng tôi đi như vậy. Thì người này nói là chỉ đi chứ không có hỏi, nói vậy đó. Thì mấy người phu này mới nói rằng bây giờ đi thì đi, tại tôi đâu có làm cái gì tội đâu. Bây giờ đi thì đi, nhưng mà giờ mở trói ra cho tôi, chứ còn bây giờ như vậy là chịu đựng không được. Thì khi nó thấy những người này đó là coi như là mệt mỏi quá rồi, thì nó mở trói ra nó cho đi. Thì khi tới một cái tới lúc mà những người này đã kiệt quệ rồi, người nào cũng lết rồi đi không nổi, thì nó bắt đầu nó bắn chết, nó chém, nó bắn hết. Nhưng mà không biết làm sao trong cái số đó có một người chạy thoát. Người này tên là Nguyễn Văn Hòa. Người này tên là Hòa. Thì cái đầu mối nó như vậy nè. Đầu mối nó là có một người buôn trầm tên là Hồ Văn Dũng, quê ở xã Đại Lộc, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thì người này khi mà đi buôn trầm nó đi theo hai cái người bạn nữa. Thì cái nhóm này nè, cùng với một cái người mà ở trong cái buôn ở Tà Binh này đó, là tên là A Luân Nơ. Thì hai bên có cái tranh chấp gì đó mới xảy ra cái xung đột, thì cái người A Luân Nơ này bị chém chết, bị cái nhóm ông Dũng này chém chết. Khi cái nhóm này nó chém chết xong rồi là nó bỏ chạy. Thì nó bỏ chạy thì nó chạy về, nó mới ghé qua cái láng của những người mà làm đào vàng đây. Thì khi mà cái người bí thư mà tên là A Lăng Tiên này đó, thì cái nhìn thấy, cái ghé vô cái láng đó, thì nghĩ rằng đây là đồng bọn của nó. Cho nên khi mà tập hợp được 24 người, tính luôn cái ông bí thư này đó là 24 người, thì làm rất là có bài bản, tới đọc lệnh để bắt. Thì cuối cùng 24 ngày đã giết chết 18 người. Và nghĩ được bịt cái đầu mối hết. Nhưng mà cuối cùng khi cái người này chạy thoát, thì sau đó mọi chuyện nó mới lộ ra. Thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái thấy của cái người A Lăng Tin này đó, khi thấy cái này mà hiểu qua cái kia, thì hiểu chưa? Do cái gì? Do cái lòng căm thù của mình và muốn giết chết. Bởi vì cái luật của cái buôn làng đó là cái nợ máu phải trả bằng máu. Lấy cái đầu người ta thì phải trả lại bằng cái đầu. Cho nên là từ cái chỗ đó mà cái người này khi trông thấy những người này đó là ghé vào trong cái buôn làng đó. Tới nơi đó thì kiếm mấy cái người đó không ra, và không cần hỏi bất cứ một cái gì cả là bắt ngay và giết ngay, không cần phải hỏi gì cả. Thì quý vị thấy nó đi không? Nó đi từ trong cái riêng tư của mình, cái suy nghĩ của mình, nó đi ra để nó úp chụp lên tất cả. Nó không có một cái sự khách quan. Bởi vì sao? Vì cái nỗi đau khổ của cái người đàn ông 45 tuổi đó, và cái nỗi hận thù của người bí thư này, nó đã che khuất hết rồi. Cho nên là khi nó đến tới cái phần cuối cùng này, cái phần số 7 này đó, hoặc là nó nằm trong cái phần mà định danh này, trong cái phần định nghĩa này, những cái phần này nó bắt đầu nó sai lạc. Cho đến cuối cùng thì nó đi tới cái chỗ mà nó hành xử mà nó bạo ác như thế, là nó đi từ bên trong ra, không phải hoàn toàn bên ngoài vô. Và nếu chúng ta kiểm tra lại thì chúng ta thấy cái luật nó đi như thế. Cho nên sư cô vẫn giảng với quý vị rằng nó đi từ trong tập khí của mình nó đi ra, và bao giờ cái cảnh bên ngoài nó nối vào tập khí là nó nối vào hộ kiếp. Hộ kiếp là tập khí này. Và cái gì trong cái thời điểm nó mạnh nhất thì nó nối kết lại. Và đây là phi như lý tác ý. Cho nên cái gì nó sẽ làm cho chúng ta sáng suốt, nó là trí văn, trí tư và trí tuệ. Nó là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta nguyện trong tâm chúng ta rằng hễ cái gì xấu ác thì nhỏ mấy cũng không làm, cái gì tốt đẹp
nhỏ mấy cũng là cái lời nguyện đó, làm cho những cái phần tốt đẹp này nó thuộc về cái căn lành của chúng ta được trưởng dưỡng. Và khi nó đối cảnh á, khi nó đối cảnh á, nó sẽ diễn ra bằng khí. Nếu mà cái đầu của chúng ta không đủ để phân tích, để nhận định vấn đề, nó diễn ra bằng khí. Nó diễn ra bằng khí ở chỗ nào? Khi mà mình quyết định rằng là phải chém, phải giết, phải bắn người này đó, nó làm cho rung tay, không có làm được. Là khi nào những cái pháp thiện của mình thật mạnh đó, làm cho cái ác tâm của người ta đó, nó đi từ trong cái ác của tâm, nó đi trong cái lời tuyên bố rằng sẽ giết, nhưng mà đến khi hành xử nó rung tay. Đó là phước báu của những người mà đã có cái căn lành mạnh mẽ này. Cho nên á, làm hùng, làm hổ, làm dữ vậy á, người ta nói dơ cao nhưng mà đánh khẽ là nó nằm chỗ này. Cái phước báu nó nằm chỗ này. Chứ còn cái lực nó đi thì ai cũng phải bị nó chi phối vậy thôi. Nhưng nhờ chỗ này, nhờ cái căn lành này mà nó cứu đỡ cho mình. Cho nên chúng ta mới hiểu rằng là chúng ta sinh ra được cái phước làm người. Cái phước làm người nó ở cái chỗ là dẫu cho chúng ta đó nghèo đói cách mấy, xấu xí cách mấy, tật nguyền cách mấy, khốn khổ cách mấy, bị dày đạp cách mấy, phần này vẫn có trong tâm. Phước báo trí tuệ, khi chúng ta có thân xác làm người thì chúng ta có phước báo trí tuệ. Đó là cái phước làm người, nó nằm ở tại cái chỗ đó. Đừng có làm mất cái kiếp người. Con vật dẫu khôn ngoan mấy đi nữa, nó cũng đi theo cái căn tánh, chứ không phải đi theo cái trí tuệ. Có một cái câu chuyện thế này. Là cái người Thái Lan đó, họ rất thích nuôi rắn như nuôi trằn, họ nuôi giống như nuôi chó trong nhà. Thì có một cái cô gái này đó, cô nuôi cái con trằn hồi kia nó nhỏ xíu, nó bằng hai ngón tay. Thì đi đâu cô cũng quấn trên cái tay đó thì chơi. Mà ở nhà thì nó quấn quýt rồi cô cho nó ăn, rồi sau đó là cô cho nó ngủ chung. Đến khi nó lớn nó dài mấy thước rồi, nó lớn rồi bằng cái bắp chân của mình rồi đó, là vẫn cho cô cho nó ngủ chung. Thì có một cái đợt đó nó cổ mới thấy vậy nè, sao con trăng này mỗi lần á là nó ngủ rồi nó quấn rồi nó nằm quấn tròn, nó nằm kế bên cổ, rồi có khi cái đuôi nó gác qua. Nhưng mà mấy hôm nay á, thì nó không phải vậy, cổ cho nó ăn nó không ăn, mà cái người nó cứ duỗi dài nó vậy nè, rồi nó nằm, nó khi nó bò lên người cổ nó giống như nó đo cổ dài bao nhiêu vậy đó. Mà cổ thấy nó không ăn một tuần rồi thì cổ mới xót ruột, cổ mới nghĩ chắc nó có bệnh gì đó nó không ăn. Thì cậu mới đem lại thú y. Thì khi đem lại thú y thì cái người bác sĩ thú y mới nói cậu vậy: nó đói lắm nhưng mà nó không có ăn đâu, tại vì nó chuẩn bị một cái tư thế để nó ăn thịt chính chủ nhân của nó. Thì cô này không tin, thì bác sĩ mới cho cổ coi những cái thước phim mà cái cách thức của những cái con vật này đó, khi nó trưởng thành, nó sanh sống rồi nó đủ sức á, để mà nó đo lường được á, là cái dụ như con chồn hay con nai hay con gì đó mà nó ăn á, thì cái cách của nó là nó nuốt trọng vô rồi nó khoanh tròn nó nằm vậy đó. Thì sau đó cậu mới sợ, rồi cậu mới là chấp nhận đó, là đưa nó đi thả ở trong rừng. Thì nói như vậy để chúng ta thấy cái gì? Dẫu mình nuôi nó từ bé xíu về, mình cho nó ăn uống, mình thương yêu nó, mình chăm sóc nó, mình đối với nó bằng tất cả cái tình cảm tốt đẹp của mình đi nữa, nhưng nó vẫn không có trí để biết cái điều đó. Mà nó theo cái bản năng sinh tồn của nó, là bây giờ nó thấy rằng những cái thức ăn cổ cho nó không hấp dẫn bằng cái thức ăn của một động vật là cái chủ nhân của nó này, thì nó phải chuẩn bị cái tư thế để nó ăn. Nghe theo. Khi chúng ta không có trí văn, không có trí tư, không có trí tu, thì chúng ta sống bằng bản năng sinh tồn. Tất cả những cái tập khí dẫn mình đi, và tất cả chúng ta đều phải nối kết với cái hộ kiếp này, để chúng ta hiểu rằng tất cả những ứng xử của chúng ta đi từ bên trong ra. Mà chúng ta có đọc được những cái thông điệp thuộc về cái ngóc ngách trong tâm này hay không? Đó là cái phước báu chúng ta có trí văn, trí tư, trí tu hay không? Không có gì khác hơn cả.
Thành ra có khi chúng ta được làm người, có khi chúng ta có sức khỏe tốt, chúng ta có cái sự sáng suốt, sự thông minh trong cái đời sống này, nhưng về phước báo tâm linh chúng ta đây vẫn bị chè, vì năm giới chúng ta đây đã không gìn giữ được, từ giới thô cho đến với tế thì nó sẽ bị chè. Và như vậy chúng ta ứng xử bằng bản năng. Cho nên trong kinh Phật có nói về khi giới thứ năm chúng ta phạm rồi, tức là cái giới mà làm cho mình phải mờ mịt, che khuất trong tâm mình á, thì không có cái giới nào mình giữ được đó, mà chỉ là phạm giới mà thôi. Cho nên trí tuệ đứng hàng đầu, trí tuệ đi theo trí văn, đi theo trí tư và đi theo trí tu, ba cái đó luyện tập được bao nhiêu là phước báo bấy nhiêu. Và đây là cái gia tài lớn nhất mà không có ai có thể tranh đoạt. Ngày chúng ta lâm chung thì chính cái phước báo này, phước báo thuộc về trí tuệ nè, sẽ dẫn chúng ta đi con đường sáng. Không có ai cả, không có ai cả, chỉ có trí tuệ về tâm linh. Đó là tài sản quý nhất. Nguyện cầu ông Tam Bảo gia hộ cho trí tuệ chúng ta luôn khởi sạch.